Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái dự án DeFi có tên là DeFiTner và cái đồng token của nó là đồng token PIN. Khi bạn đăng ký thì bạn sẽ nhận được 100 token PIN, giá trị rất là tiềm năng nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn sẽ có cơ hội ghép từ 0.1 cho đến 1 ETH sau khi các bạn thực hiện một giao dịch đầu tiên trong tiết kiệm hoặc cho vay DeFi. Ok, cái này thì các bạn có thể tham khảo và chúng ta có thể giới thiệu hoàn toàn miễn phí, đăng ký nhận 100 pin và cái token này nó sẽ được trả sau 6 tuần nha các bạn, và nó sẽ được ra mắt chính thức và sẽ thanh toán cho các bạn sau 6 tuần. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia này. Các bạn sẽ nhấn vào phần claim nhé. Đây, claim do token friend nào này, các bạn sẽ ấn vào phần sign up. Thì các bạn sẽ sử dụng email. Các bạn sử dụng email và username. Và đầu tiên ấy, các bạn phải có ví MetaMask nha các bạn. Cái điều kiện quan trọng nhất là các bạn phải kết nối được với ví tên MetaMask của chúng ta. Ok, các bạn sẽ ví dụ như là đây. Email này. Và username. Đấy, chẳng hạn như thế. Các bạn nhấn Get Start cho mình. Ở đây thì nó sẽ gửi verification code vào Gmail của bạn vừa đăng nhập. Và các bạn sẽ nhập mật khẩu này. Và các bạn sẽ nhập lại mật khẩu này. Sau đấy các bạn nhấn Submit. Thì nó sẽ báo là chúng ta đăng ký thành công. Và các bạn có thể login vào tài khoản của mình. Ngay đây thì mình cũng đã có tài khoản rồi. Thế nên mình sẽ login. Bạn nhấn vào phần Gmail của mình để nó sẽ lưu thông tin của bạn. Lần sau các bạn không phải đăng nhập vào nữa. Ok, ở đây thì có những cái thông tin ở trên Twitter này, LinkedIn này, GitHub, Telegram hay là WeChat, các bạn có thể tham khảo nhé. Đây thì ok, thì các bạn nhấn vào phần này. Đây thì mình không biết là cái phần ghép link rẹp nó nằm ở đâu. Mình sẽ kiểm tra một chút. Number phone, các bạn điền number phone của bạn vào. Wallet thì các bạn điền địa chỉ ví của bạn vào nhé. Các bạn sử dụng ví MetaWallet để điền vào. Điền địa chỉ ví MetaWallet vào, sau đây các bạn nhấn confirm cho mình. Ok, đấy. Các bạn dùng cái username này để đi giới thiệu này. Tí nữa mình sẽ đặt link giới thiệu ở phía dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và các bạn chỉ cần thay cái username của mình thành username của các bạn thì các bạn sẽ có thể giới thiệu. Và mỗi một lần giới thiệu như vậy thì các bạn sẽ nhận được số lượng phần trăm và số lượng token pin từ bạn bè cũng như là những người mà các bạn giới thiệu được nhé. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái dự án nhận 100 token pin đến từ đây là DeFiTner.org. Đây là một web chính thống và đây là một dự án rất là tiềm năng và triển vọng nha các bạn. Thế nên các bạn cố gắng tham gia. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video và mình sẽ giải đáp và hướng dẫn cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.